Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Đó thì hôm nay thì mình đang ở trên một cái vị trí rất là cao đây. Đấy, đang cắt cơ để cho con máy lốp kia nó đứng ở dưới để nó xúc nhân đất cho các bác nhá. Thì lúc nãy thì mình có quay một cái video ở kênh Máy Xúc Nhỏ Của Vỏ Trái Đất, thì là bò từ dưới cái lên đến trên này. Đó thì là bò lên thì là cái trên này ấy, thì mình sẽ cắt làm hai cơ. Đấy, thì hôm lâu lắm hôm nay mới có một cái video này, thì mình sẽ làm ra khoảng 2 video đến 3 video về cái cơ này coi nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc. Đó, thì là đất thì cứ vứt hết xuống dưới này để cái máy lốp kia nó đứng ở dưới kia nó xúc lên. Đó, sau đó là ra sẽ rút gọn nha coi nhá. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc đây. Mình sẽ bấm từ cái mép này. Đấy, cứ cho đất nó rơi xuống dưới thôi. Đấy. Cho nó rơi xuống dưới này, xong là máy ở dưới nó sẽ xúc. Đó. Nếu như mà không có máy ở dưới xúc ấy, thì mình có những chỗ thì phải làm đường để xuống, xong là xúc hết, xong là lại lên cắt tiếp. Cái đất chỗ này nó khá là cứng đấy các bác ạ, không phải là mềm đâu, đất này rất là cứng luôn. Đây, bấm nó bị cháy gầu mà mái nó mới đứt thế này, nó mới vỡ rồi này. Đây là những cái cây sậy. Cái cây này thì là nó mọc ở đây, thì ngày trước người ta cũng để một cái cơ cao ở trên này này các bác này. Đó, thì là đến mình bắt đầu khi mà người ta có điều kiện, người ta muốn mua sâu hơn, người ta muốn đảm bảo hơn đấy, người ta muốn làm cái nhà nó vững chãi mà nó rộng đất hơn, thì người ta sẽ phải múc sâu thêm vào, chứ có để nó sát ở dưới kia là sát với lại cái nhà ở dưới kia là nó sẽ gần quá. Đấy, múc hết vào đó. Anh Sơn anh ấy đến này. Này ghi đất mãi mà nó mới được cái đường thoát này. Xuống xúc xe rồi. Mình lên vị trí cao hơn rồi. Xe nó về liên tục. Anh Đức kia cũng về này. Xe của mình cũng máy của mình ở video trước đó mình xúc đó thì cái máy cái đục đá. Bây giờ cái máy cái đục đá xong thì mình lại lên cắt cơ. Thì cái về cái phần sửa ta ly của cái này ấy, thì bây giờ cái video này các anh em nhìn theo nó chưa có gì nhá. Đấy, đến khi mà mình làm xong ấy thì video nó sẽ rất là đẹp ấy, cái mặt ta lì nó sẽ rất là đẹp ấy. Mình tắt cái quạt đi cho nó đỡ ồn tiếng gió. Đó. Đủ nó ra để cho nó khỏi bị rơi vào máy này. Vì là cái thế của mình là đằng sau của mình là nó không có đường nữa. Đây này. Quay lại cho các bác xem đằng sau mình nó không có đường. Đây. Nãy là mình bò lên đây thôi. Bù thêm mấy gầu đất vào để đứng cho nó vững hơn nhá.
vào cho nó vững hơn. Cái này nhiều khi nhiều anh em không biết làm thì nghĩ nó khó rồi, nhưng mà thực ra này nó lại rất đơn giản. Cái này nó dạng như kiểu mình đi mở đường thôi mà. Chẳng qua là do đây là cái thế đứng của mình, với lại là cái chất đất ở đây nó hơi cứng một tí nên là máy mình nó cũng không được khỏe các bác. Nó cũng không được bấm ngọt lắm cho nên là nhưng mà công trình này là mình sẽ làm thêm khoảng 2-3 video nữa. Ngày mai thì mình sẽ tiếp tục mình quay thêm vài video nữa và chia sẻ với các bác. Đó. Mưa bấm vào đây. Rồi nó sẽ thấp bằng cái bệ của mình này. Không phải hạ xuống xong lại hạ tiếp. Nhiều đất rơi ở đấy. Thì lúc mình có thể mình phóng thẳng xuống được các bác nhé, mình đi thẳng xuống cái chỗ này được. Mỗi cái lúc lên thì không được đâu, lên thì mình phải làm đường ngang đi lên thôi. Cái này khối lượng đất nó sẽ rất là nhiều, nó không phải là ít đâu. Cái video này cũng khá là dài rồi, mình sẽ kết thúc cái video đây các bác nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Anh em xem video nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến của mình ở dưới video này nhá. Nhớ là nếu mà có gì mà thắc mắc hoặc là không hiểu thì anh em cứ hỏi mình nhá các bác nhá. Đó. Cái này thì mình sẽ làm cắt vào đến trong ấy, khi nào mình sửa ta ly hoặc là vào đến sâu trong kia thì mình sẽ tiếp tục là mình lại quay lại video cho các bác. Đó. Vậy xin thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Ok.